Sao nhập ngũ 2021 đã khép lại gần một năm, chương trình năm 2022 cũng đã phát sóng được 4 tập. Tuy nhiên khi được hỏi về ấn tượng của người xem đối với Sao nhập ngũ 2021, thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến cặp đôi Hậu Hoàng và Mũi Trưởng Long. Trong thời điểm Sao nhập ngũ 2021 phát sóng, cặp đôi này luôn chiếm phần lớn sự quan tâm của người xem. Các fanpage, group đẩy thuyền cho Hậu Hoàng và Mũi Trưởng Long được lập nên rất nhiều, thu hút được lượng lớn người tham gia. Chưa kể ngay trong chương trình, Mũi Trưởng Long cũng nhiều lần có những hành động ưu ái cho Hậu Hoàng, khiến người xem đứng ngồi không yên. Về phần Hậu Hoàng, cô nàng không nói ra, nhưng vẫn thể hiện sự ngưỡng mộ và thích thú trước một Mũi Trưởng Long nghiêm khắc, nhưng không kém phần tình cảm. Khi chương trình khép lại, Hậu Hoàng và Mũi Trưởng Long không những không liên lạc với nhau, mà ngược lại họ còn thường xuyên gặp nhau hơn. Hậu Hoàng thường xuyên đăng tải các video ngắn quay cùng Mũi Trưởng Long và các nhân vật khác trong Sao nhập ngũ 2021. Cả hai thường xuyên đi chơi, đăng ảnh và tương tác công khai với nhau trên mạng xã hội. Đây cũng là dịp để các shipper đẩy thuyền có cơ hội tiếp tục đưa chiếc thuyền đến bờ hạnh phúc. Trường hợp của Mũi Trưởng Long và Hậu Hoàng là một trường hợp đặc biệt và thú vị. Tình cảm của họ không chỉ trong màn ảnh mà còn thể hiện ra cả ngoài đời thực. Những số của Sao nhập ngũ trước đây, hiện tại và cả sắp tới, khó mà có cặp đôi nào có mối quan hệ tốt như Hậu Hoàng và Mũi Trưởng Long. Điều này xuất phát từ sự tương đồng và cả mâu thuẫn giữa hai người. Hậu Hoàng có một niềm đam mê nhất định với quân ngũ, trong khi đó Mũi Trưởng Long bên ngoài nghiêm khắc, nhưng bên trong lại có một tâm hồn rất vui vẻ và hài hước. Cả hai nhìn thì có vẻ khó mà hợp nhau, nhưng lại hợp nhau không tưởng. Chính vì lý do đó mà họ mới có thể duy trì mối quan hệ này cho đến hiện tại. Thậm chí khi khác biệt nhau về đặc thù công việc, họ vẫn có thể sắp xếp thời gian để dành cho nhau. Cho đến hiện tại, chiếc thuyền Mũi Trưởng Long và Hậu Hoàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Số lượng fan tham gia đẩy thuyền cũng chưa có dấu hiệu bỏ cuộc. Điều đó chứng tỏ sức hot của cặp đôi này là không thể chối cãi. Người hâm mộ vẫn mong muốn cả hai có thể dành cho nhau những cơ hội và tuyệt vời hơn nếu cả hai về bên nhau. Nếu thành hiện thực, thì đây có lẽ là cặp đôi đẹp và dễ thương nhất trong chương trình Sao nhập ngũ. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn dưới bình luận. Nhớ bấm đăng ký để đón xem những video mới nhất từ kênh nhé.